Đã bao giờ bạn lên kế hoạch cho ngày trọng đại nhất của cuộc đời mình chưa? Cuối góc phố trốn ai đang chờ xem tình yêu em trao anh xem như là một vườn hoa theo mưa chẳng còn chỗ sửa. Cố gắng níu giữ nhưng không được đâu. Tại sao em không thể xóa đi màu làm mình đau xa rời nhau. Chiều buông nắng vẫn bước một mình lang thang tìm về nơi. Tôi nghĩ rằng mình sẽ đáp lại tình cảm của anh ấy cũng là ngày tôi nhận ra mình đã để vụt mất anh ấy mãi mãi. Câu chuyện của tôi là lên kế hoạch cho ngày cưới của người mà tôi yêu, và người ấy cũng đã từng